Backstage Battle Rap Round 2 Knockout Freestyle Uranium vs Kaito Vũ. Cùng dùng freestyle trong ngày 3 tháng 11, tao vẫn cứ rap để cho con câu lên ra nốt. Hôm nay đi đúng lúc phân bố mày cứ viết qua chốt. Số khi được chọn giờ thì chỉ còn lại là 31. Tao thì vẫn cứ rap hip ra hip hop ra hop. Giờ tao vẫn rap cho mày nghe thôi. Microphone tao cầm được mang là che môi. Tao vẫn cứ rap cảm ơn những người dành thời gian xem. Và tao là Urabe, tao sẽ suốt đời là mang tên. Thứ tao mong chứng tỏ là chinh, đánh bại đối thủ nhưng mà luôn mong khán giả hòa mình. Dạ, on mic là Vũ Quang mình phim tại nhà chứ tôi vẫn tôi như xả lũ còn hơn cả thủy điện Hòa Bình. Và tao bước vào Hà Nội như là học sinh chuyên, bước chân vào rap khi là thằng sinh viên. Mọi người cứ bảo rằng thằng minh điên ngồi đây mơ ước tôi có đèn linh thiêng, mong được giải cao không được giải lao, ăn trăm triệu anh em mày khao. Muốn được tao mày ước mày ao hater dưới đó mày không thấy hoài sao. Mấy rapper chấp phá rất hay, ảo tưởng mình rất khá rất hay. Chica versus Toucan. Hãy tự chăm sóc khi cây đổ mưa gây gỗ, hãy xe cổ trên lầu năm góc để chị đi đường chị qua con phố đó vương đầy nhị hoa. Chị ấm no 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 ấm no 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 chị ấm no 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 ấm no 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 yeah. Người thì không nhưng mà tụi tao biết đời là ngông nên tao chống lại. Khi mà tụi tao rap giống như kiểu freestyle đang sống lại. Khi mà tụi mày không thể chống lại tao, đụng một chút kem rap thì chắc tụi mày phải lại ready for battle.